Xin chào các bạn. Đấy, thế thì lại chia sẻ cho các bác một cái vấn đề. Đấy, một cái vấn đề này mà nó rất là đơn giản nhưng mà lại không đơn giản. Nghĩa là gì? Tức là cái lỗi thì nó rất là ở cái vị trí bình thường. Nhưng nó lại không đơn giản là bởi vì là chính vì nó bình thường nên mới lại nhiều bác không không để ý đến. Đấy, và đặc biệt là người mới. Đấy, và đôi khi nó còn liên quan đến vấn đề cái các bạn gọi là tiếc đồ. Thế thì đây, con van này mình vừa sửa xong. Đấy, nó cứ hay bị tù ráp là thứ nhất. Thứ hai là rất khó lấy áp. Đấy, thế là thì mình ngồi mình suy nghĩ một một lúc. Đấy, mình gõ cứ thế nó tụt dần. Thế các bạn biết là bệnh là tại sao không? Là nó ở cái đồng hồ. Đây, đồng hồ cũ đây. Đây các bác nhìn nhá. Nếu như người bình thường thì các bạn nhìn hai cái đồng hồ này chắc là các bạn sẽ không thấy sự khác biệt. À chờ chút nhá, để mình tháo đã. Đây, mình đã tháo ra rồi. Thì rất nhiều bác có thể nhìn hai cái đồng hồ này sẽ thấy nó chả khác nhau gì cả. Đúng không? Đấy, thế nhưng mà để ý kỹ một chút đấy thì các bác sẽ thấy là cái con này này. Đấy, nó tụt về quá mức không rất là nhiều. Đây, thế nhưng người bình thường thì nghĩ làm sao mà hỏng được, đúng không? Thế thì các bác phải hiểu này, con này mình để 130. Đấy, bơm áp bình lên khoảng 108, 109. Gõ được có vài phát. Đấy, gõ nền này mà thấy nó cứ tụt xuống, tụt xuống, tụt xuống. Được chưa? Thế thì mình nghĩ vào chắc chắn có vấn đề. Đấy, thế thì mình thay con này vào phát. Được chưa? Thì các bác biết nó áp là bao nhiêu không? Áp nó là 160. Tức là nếu mình bơm lên 108 nó chỉ cách nhau có 20 cân hơi thôi. Thế nên gõ mấy cái nó tụt xuống theo. Đấy, thế thì nếu như các bác chơi như vậy thì tức là gì? Tức là nếu một số bác nào mới chơi đấy, cứ chỉnh áp 120 thì thực tế nó phải là 150, 130 nó là 160. Thế thì cứ bảo tại sao mà lúc nào nó cũng liệng chẳng hạn. Đấy, lúc nào nó cũng có vấn đề này nọ. Thế thì đây, đây chính là lý do nhá. Đấy, ví dụ như mình đây, nếu mà mình để áp 130 mà chơi. Đấy chưa? Thế thì một là nó hay tụt áp, đấy là một cái đầu đầu thứ nhất. Cái thứ hai là nó quá mạnh, lúc nào cũng bị liệng này, liệng nọ hay là thế này thế kia. Đấy, đơn thuần mỗi chỉ là cái đồng hồ thôi. Được chưa? Thế nên là các bạn phải chú ý. Đấy, mình vứt bỏ con này đi, mình thay con này phát thì nó báo áp 160. Đấy, chỉnh cái về 130 thế là ngon lành luôn. Đấy, thì là rất nhiều bác không để ý thì các bác chú ý vấn đề này nhá. Thì chia sẻ với các bác nhanh một vấn đề như vậy. Thì mình là PCP New thì vẫn chia sẻ với các bác những cái vấn đề nào gì đó nó rất là đơn giản, nó bình thường nhất. Đi sát cùng với các bác là đang trong quá trình chơi. Thì các bác hãy đăng ký kênh nhé. Rồi xin chào các bạn. Còn vấn đề này nữa, nói thêm với các bạn. Đấy, thế thì đây, cái con này con ốc zin của nó. Đấy chưa, con này là con ốc zin của nó. Đây, còn con van này là con áp 120. Rất nhiều bác, đa số là người mới chơi thôi. Đấy, các bác nhìn theo con ốc này thì các bác nhìn qua thì chắc là các bác thấy nó bình thường. Và nó cũng chẳng có cái lỗi, cái vấn đề quái gì đúng không? Đấy, nhìn qua thôi. Được chưa? Thế nhưng mà thực tế nhá, được chưa, là chỉnh lấy áp của con này rất khó, lấy áp con này khó cực kỳ luôn. Đấy, bởi vì là thực ra theo mắt mình nhìn đấy thì cái đầu trụ con này nó hơi có độ lệch một tí tẹo đầu trụ con này, thế nên là nó rất khó vấn đề lấy áp, nó cứ đẩy lên tràn xuống này nọ các thứ, thế thì nó lại càng làm cho người mới chơi nó vất vả. Đấy, thế thì mình nói như vậy là nhiều bác có nghĩa bảo là để quảng cáo bán hàng, nhưng mà đây cho các bác xem. Bởi vì mình đang bán cái này thì ai cũng biết rồi, không phải cần phải giới thiệu, được chưa? Cái này mình đang bán. Đấy, đây em ốc chỉnh áp, chỉnh áp cứng đây, đâm nó mờ thế nhỉ. Rồi đấy, các bạn xem chưa, con này và một phát đây là chỉnh áp cắn 120 xong luôn. Đấy, thì cái mục đích chính thì không phải nói con này mà là nói con này. Đấy, thì các bạn phải biết này, đôi khi nhìn thì rất ok nhưng mà thực tế trải nghiệm thì lại không ok. Đấy, con van này mình sửa cho bác này, lẽ ra ấy, mình không lắp con này đâu mà mình chỉ lắp con này thế này, tức là lắp con zin. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn nó rất là đẹp. Đấy, tất cả các bác sửa nhá, nếu các bác yêu cầu thì không nói, còn nếu các bác không yêu cầu thì nếu con zin của nó vẫn đạt để chơi và vẫn ngon ok, mình vẫn lắp để chơi bình thường, trừ khi lắp vào mà nó rất khó có thể cứng được áp thì mình bỏ và sẽ lắp con này. Đấy, thế nhưng mà con này thật sự là mình chỉnh đến 7-8 lần liền. Đấy, chục lần luôn luôn đấy chứ, thì vẫn chưa đạt, thế nên là xác định là vứt. Đấy, thì đây chuyển sang 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 lắp con này thì cấu phát ok luôn. Đấy, thì nói với các bạn chứ nhiều khi ấy các bạn chơi ấy mà đầu tiên là cái đồng hồ,
Đấy, các bác đặt nghi ngờ nghi vấn là các bác phải chú ý có cái để thay đổi ngay. Đấy, cái thứ hai là cái con này để nó là các bác đỡ đau đầu. Đây ví như con này nếu mà vẫn tham dùng cái đồng hồ này thì lúc nào cũng chơi nó ở mức áp 150 với 160. Lại hỏi tại sao 5.5 mà lại khó chơi thế? Đấy 5.5 mà lại hay lượng xoắn thế, giảm áp xuống 100 rồi mà vẫn bị. Bởi vì 100 thực tế thì nó là 130. Đấy đúng không các bạn? Thế nên là các bác phải chú ý cái đồng hồ này nha, và nhất là đồng hồ đã chơi một thời gian. Thường thường cái đồng hồ mới ấy, thì đôi khi là nó sẽ không sao. Đấy thế nhưng mà đa số là một chơi một thời gian thì các bác phải chú ý. Đấy còn kể cả những con mới nhiều khi là về cũng dính trưởng rồi. Nên là các bác phải hết sức chú ý vấn đề này nhá. Đấy và cái con này nữa, nếu như mà chỉnh áp mà nó cứ xì xọt chỉnh lên xuống này nọ mà nó mãi nó không cắn nó không được ấy thì tốt nhất là các bác nên thay đi. Đấy bởi vì nó liên quan đến cái đầu này này. Nếu các bác mắt các bác nhìn tốt, các bác thấy nó ok thì các bác giữ lại, còn nếu mà các bác thấy nó khó khăn quá thì tốt nhất là vứt đi chứ không chơi chả được suốt ngày sửa, mệt lắm.